Mình đi kiếm được cái đây à. Cái hồi ấy mình đi mua bán ngọt á. Tất cả bán ngọt á. Nghỉ sớm đi mua bán ngọt. Nếu không thì nhiều người ta mua cũng hết à. Mua được 2 bì bán ngọt à. Kiếm nhau luôn. Ôi trời. Hả? Tại bởi giờ có mấy cái này nha. Giờ sớm thì còn bán. Bởi thì còn có mấy cái. Tất cả bán ngọt á. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái bánh ngọt á, thấy đã chưa? Bánh ngọt đây nó mới làm. Nó mới làm còn mềm mới. Bỏ nhiều quá bị xít mình thấy không? Bị đè xuống bị bóp phát à. 6 cái. Thêm về 6 cái hả? Mình ăn bánh ngọt này uống nước cà phê sướng. Nhưng mà mình không uống cà phê. Ăn bánh ngọt mà uống nước ngọt. Ui trời đẹp không? Nhiều quá trời ha. Ui trời, bánh ngọt tới sợ chưa? Mình ăn bánh ngọt nhiều á. Có tốn cái ăn 2-3 cái nên đi ngủ. Tại có thể hả? Ngon chưa? Thấy chưa? Mình bơi cho thấy à. Ui trời bánh ngọt thấy không? Mình thích ăn cái loại loại này sướng, có loại hai loại nữa. Loại vani đó. Sướng không? Ăn xong là lắc nữa, mình cắt xoài luôn, tại có mua 2 trái xoài á. 2 trái xoài chín. Thường mình mua sống nhưng mà lần sau có 2 trái chín mình lấy thử. Lắc ăn xoài, ăn ngày xong ăn xoài. Đã chưa? Ngon quá trời hả? Ăn thử đi, cái bánh còn sao nha. Ăn thử cái đây. Chạy ra mua cái là nhiều quá. Đỡ người ăn dở. Ngon không? Mềm quá trời hả? Lát là xuống lấy nước cọc luôn. Trong này có chất thì mềm mềm ngọt không? Còn đây nó súp ngọt à? Nó súp, trong này súp ngọt à? Có lỗi không? Có thì ngon. Ngon quá. Cái ăn 3 cái luôn. Ăn 3 cái là ngon bụng luôn. Ngon. Ngon quá. Cái ngọt đã mà. Ngon quá. Cái mới ngọt tao lấy là nhiều mà. Mua 12 cái, ăn hết cái là còn 11. Ngon quá. Ôi cha, sợ ngọt không? Sợ ngọt quá trời rồi. À, cháu kia ăn biếng ăn thử nha. Mình lấy miếng nhỏ này. Thật chín ngọt á. Ôi cha, nó chạy đâu mất hả? À, cắn miếng cái miếng này đây. Không. Ngon không? Ăn đi, giờ. À, cho bây giờ cắn đi. Xoài ngon á, ngọt mới à. 2 trái. Rồi xong rồi, hãy thoát xoài luôn rồi. Chín luôn. Quá trời ngon.